Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh tin học thật là đơn giản. Trong thời gian Covid này thì mọi người đang cùng ở nhà hết đúng không? Nên là mình cũng đang ở nhà nên là tranh thủ làm rất là nhiều các cái video để phục vụ cho các bạn. Thời gian vừa qua thì mình cũng đã nhận được rất là nhiều các cái đăng ký kênh của các bạn. Mặc dù kênh của mình mới chỉ hoạt động khoảng một tháng thôi, nhưng mà các bạn cũng đã rất là yêu thương và follow và like và share cái kênh của mình ra cộng đồng rất là nhiều. Mình rất là cảm ơn các bạn, và mình sẽ lấy các cái đăng ký của bạn các bạn đó, các cái ủng hộ của các bạn đó làm động lực để mình xây dựng tiếp các cái video có ích để phục vụ cho cái cộng đồng công nghệ thông tin Việt Nam mình ngày càng phát triển lớn mạnh thêm. Hôm nay thì mình sẽ bắt đầu vào một cái chuỗi cũng rất là quan trọng ở trong cái triển khai hệ thống các cái giải pháp cho các cái doanh nghiệp. Mình sẽ bắt đầu làm một series về các cái bài về cân bằng tải ở trên môi trường cloud. Như các bạn đã biết thì ví dụ với một cái hệ thống mạng mà lớn, ví dụ như là thương mại điện tử, ví dụ như là Tiki hoặc Lazada hoặc là Facebook hoặc là Twitter đúng không, thì nếu như mà họ không có cái hệ thống cân bằng tải mà họ chỉ chạy trên một server thôi thì nó sẽ không thể nào mà chịu tải để cho trong một giây mà có thể có cả triệu 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 có thể người có thể truy cập được mà cái hệ thống của các bạn nó vẫn chạy tốt đúng không? Đấy thì ví dụ đối với cái hệ thống những cái hệ thống lớn đấy thì bắt buộc người ta sẽ phải có một cái hệ thống cân bằng tải ra các cái con server khác nhau. Thì bình thường ấy thì ngày xưa ấy, để xây dựng một cái hệ thống cân bằng tải ấy, thì phải làm bằng cơm rất là nhiều. Đấy, thì mình sẽ phải cài ví dụ như là tự mình sẽ phải cài từng cái web server một, và mình sẽ phải cài các cái phần mềm để phục vụ cho việc cân bằng tải. Thì ngày xưa để mà triển khai được một hệ thống như vậy thì đòi hỏi các bạn phải có rất là nhiều các cái kỹ năng, và các bạn phải có rất là nhiều các cái kiến thức về mạng, và không những về mạng mà còn phải có cả kiến thức về lập trình rất là sâu thì các bạn mới có thể xây dựng được một cái hệ thống cân bằng tải. Thì như ngày xưa mỗi một lần mình triển khai như vậy thì nó rất là cực cực luôn. Thì mấy năm gần đây thì bắt đầu các cái hệ thống cloud nó phát triển thì người ta đã xây dựng cho mình gọi là đến tận răng rồi, để triển khai một cái hệ thống cân bằng tải trên hệ thống của họ thì nó rất là nhanh và chi phí thì cũng không quá là đắt, đại khái là mình chịu đựng được. Thì đại khái là với một cái hệ thống cloud nó đã xây dựng cho mình đầy đầy đủ các cái giải pháp tuyệt vời như vậy rồi, thì cái việc của mình chỉ là làm sao xây dựng business được tốt đúng không, để đưa ra được thị trường thôi. Còn về phía dưới thì đã có cloud nó lo cho mình rồi. Thì trên trên cái môi trường AWS cloud thì nó đã OK, mình sẽ đi thứ tự vào bài thì mình đã có giải thích một số cái ở đây rồi. Thì cân bằng tải là gì thì như mình cũng đã vừa giải thích rồi. Thì ở trên Amazon nó gọi là Elastic Load Balancing. Đấy, thì nó sẽ cho các bạn, ví dụ các bạn triển khai một cái trang web của các bạn chẳng hạn, thì các bạn có thể chạy trên nhiều cái server khác nhau. Đấy, thì để nó chia tải ra cho các bạn, để nó một giây có thể chịu được cả triệu request mà hệ thống của các bạn vẫn chạy một cách ngọt ngào. Thì cái hệ thống cân bằng tải của Amazon ấy thì nó cho phép các bạn chạy trên một available zone hoặc là chạy trên multi zone nhé, multi zone khác nhau. Đấy thì lợi ích thì như mình cũng đã nói rồi, lợi ích của cái cân bằng tải mà ở trên cái môi trường cloud ấy là nó cho phép các bạn mở rộng các cái quy mô rất là nhanh. Ví dụ hôm nay bạn vào bạn monitor cái hệ thống của bạn đi, bạn đang chạy hai con web thôi chẳng hạn, ví dụ thấy nó chạy rất là chậm đúng không, thì bạn muốn thêm một cái web nữa vào để cho nó chia tải, thì đối với cái hệ thống cloud thì các bạn triển khai thì nó nhanh lắm, các bạn chỉ cần mất khoảng 5-10 phút là các bạn đã có thêm một cái server để có thể chịu tải ngay lập tức cái hệ thống mà truy cập lớn của các bạn. Nhất là các bạn nào mà đang có ý tưởng mà làm về thương mại điện tử này, e-learning này, rồi mạng
hội này, thì các bạn không thể mà không nghĩ đến các cái giải pháp về cân bằng tải được. Đấy, thì đấy là các cái lợi ích của cân bằng tải. Đấy. Hoặc là khi mà các bạn có hệ thống cân bằng tải đúng không, thì cái service của các bạn nó sẽ đảm bảo không bao giờ chết. Ví dụ các bạn có hai con server chạy cân bằng tải thì một con chết thì con kia nó vẫn chạy đúng không? Ba con chẳng hạn thì một con chết thì hai con kia nó vẫn chạy. Đấy thì nó sẽ đảm bảo được cái performance và đảm bảo được cái server của các bạn là hoạt động liên tục và không bị ngoẻo đúng không? Ok. Rồi mình sẽ đi mục tiếp theo. Thì ở trên Amazon ấy, thì nó sẽ phân ra cho mình làm ba cái loại cân bằng tải. Đó là Application Load Balancer, Network Load Balancer và Classic Load Balancer. Thì ở mỗi loại thì mình cũng đã giải thích sơ sơ ở đây cho các bạn rồi. Còn các bạn nào mà muốn biết chi tiết thì các bạn có thể vào các cái link mà mình để ở đây, mình sẽ comment dưới bài viết thì các bạn đọc thêm. Đọc thêm để hiểu thôi. Nhưng mà thường với một cái hệ thống web thì thường là người ta sẽ sử dụng app Load Balancer rất là nhiều. Cái này thì nó chạy ở cái layer 7 của cái mô hình iOS, mô hình mạng là OSI thằng mô hình OSI. Thì nếu như bạn nào đã từng học về Cisco rồi thì chắc chắn các bạn sẽ biết được cái mô hình OSI là gì đúng không? Thì ở cái layer 7 là cái layer mà nó xử lý về hardware, có nghĩa là layer xử lý về phần cứng. Đây này, Cisco protocol đúng không? Nó là tầng vật lý. Vì là tầng vật lý nên nó sẽ giao tiếp với nhau bằng vật lý, ví dụ như là trực tiếp bằng dây dợ với nhau đấy, hoặc là đây không? Đảm bảo yêu cầu chuyển nhận phương tiện đúng không? Đấy, thì vì nó là tầng vật lý nên là cái khả năng xử lý về performance của nó sẽ rất là nhanh. Rồi, đến cái Network Load Balancer thì cái này nó cũng nó chạy ở layer 4. Đấy, layer 4 thì là layer gì? Các bạn đọc thêm ở đây. Đấy, nó là một tầng transport đúng không? Vận chuyển thông tin giữa các cái máy chủ và kiểm soát được lỗi này. Đấy, thì khi mà các bạn học ôn thi thì các bạn hiểu sâu hơn. Các bạn cần phải đọc thêm để các bạn hiểu rõ về nó hơn nhá. Rồi, còn Classic Balancer, Load Balancer thì nó tổng hợp được cả hai cái này và nó sẽ chạy được cả những cái EC mà được cài ở cái EC2 Classic cũ rồi. Đấy, thì các bạn mình đã để link ở đây thì các bạn đọc thêm. Ba cái này thì mình có một cái bảng so sánh như này. Đấy, ví dụ các cái feature của nó đây. Và Application Load Balancer thì cái chức năng của nó rất là nhiều đây, đúng không? Gần như là nó rất là nhiều các chức năng so với cái Network Load Balancer, Classic Load Balancer. Thì thông thường ấy, một cái hệ thống mà vừa phải thì các bạn có thể dùng Classic Load Balancer là nó cũng đã chạy tốt rồi. Hoặc là các bạn muốn ba performance mà nhanh nhất ý, thì các bạn chọn Network Balancer này. Cái này đọc theo đánh giá của nó là cái này là performance rất là nhanh. Đấy, nó có thể chịu tải một giây cả triệu request không vấn đề gì hết. Còn cái Uplink Balancer này, Load Balancer này thì nó support rất là nhiều các loại service ở đây. Ok, thì ở bài này thì mình sẽ chỉ hướng dẫn cho các bạn về lý thuyết để các bạn hiểu thế nào là một cái hệ thống Load Balancer và cái tầm quan trọng của Load Balancer. Và ở các bài tiếp theo thì mình sẽ đi vào thực hành lab, thì mình sẽ thực hành lần lượt cho các bạn từng cái mô hình này làm sao để chạy thiết lập một cái Application Load Balancer và làm sao được thiết lập một cái Network Load Balancer, Classic Load Balancer. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, tại vì khi mà các bạn chạy Load Balancer đúng không, thì với các bạn mà làm lập trình ấy, thì làm sao để xử lý section, làm sao để xử lý database, làm sao để xử lý image đúng không? Tại vì với các cái bạn mà làm lập trình thông thường ấy, thì các bạn thường là các bạn xử lý tất cả một mớ là trên một server đúng không? Đấy, trên một server thì các bạn lưu image này, database này, file đúng không? Các cái file khác nữa. Nhưng mà trên Load Balancer thì sao? Vì nó phân tải ra rất là nhiều server.
Như vậy thì các bạn sẽ phải có giải pháp là làm sao để section khi mà nó đi các cái server khác nhau thì nó hiểu được. Làm sao khi image upload một máy thì các máy khác cũng phải hiểu được hết image đúng không? Làm sao mà trên một cái server mà web có chạy load balancer đúng không? Khi mà người ta làm sao? Lúc nãy mình nói upload image lên rồi, DB rồi đúng không? Đấy, hoặc là người ta chia sẻ một cái file lên đúng không? Thì khi mà người ta nó load balancer sang một cái máy tính khác, một trong cái hệ thống load balancer đấy, thì các bạn vẫn phải lấy được database, image và các cái file chung của nó lên đúng không? Và section của nó nữa. Thì trong cái series dạy về load balancer này thì mình sẽ đi lần lượt và mình sẽ giới thiệu cho các bạn từ cơ bản đến nâng cao tất tần tật về load balancer. Thì khi mà các bạn học xong các bài của mình rồi thì các bạn có thể tự tin để triển khai bất kỳ một cái hệ thống lớn nào như là Tiki, Lazada, hoặc là các bạn làm một cái mạng xã hội mà các bạn muốn. Ok, thì ở bài này thì mình sẽ chỉ giới thiệu về lý thuyết vậy thôi. Các bạn nhớ đăng ký cái kênh của mình là YouTube này, trên tin học thật là đơn giản. Thì các bạn nhớ đăng ký cái kênh của mình để khi mà mình ra bài mới thì các bạn sẽ ngay lập tức nhận được các cái thông báo để các bạn có thể ngay lập tức vào học được cái bài của mình nhé. Hoặc là các bạn đừng quên follow cả cái fanpage của mình nữa. Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.